Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh BP Cận Chi. Hôm nay mình lên một con máy hàng bình dân, giá cực kỳ mềm. Giá này là giá cả cạnh tranh cho các bác tham khảo. Bạn nào mà xem ưng ý thì cứ liên hệ mình qua số điện thoại là 0392335558. Và số điện thoại mình có để ở dưới phần mô tả của video. Bác nào có nhã ý muốn mua thì cứ liên hệ xem thông tin ở dưới phần mô tả, mình có ghi đầy đủ hết. Và con máy hôm nay thương hiệu là Akawa, model là AS205 2 la mã. Đó, hình thức còn đẹp, còn sáng sủa. Nói chung máy là sạch sẽ và còn xài tốt, nghiêm chỉnh nha các bạn. Con máy đã test kỹ lưỡng và cái độ ăn dòng điện của em nó cũng đã được kiểm tra. Máy xài là không ăn điện. Dòng tải khi mà không tiêu, dòng tải khi mà chúng ta không có sử dụng á, chúng ta mở nguồn lên á là nó không ăn điện nha. Dòng tải cực kỳ thấp, nói chung con máy chuẩn. Và cái cấu hình là 8 sò lớn luôn. Tí xíu sẽ quay nội thất bên trong cho các bác xem. Và con máy này thanh lý chỉ là 650.000 cho con máy hàng là công suất tương đối, và quýnh được một cặp lo bass 25 đánh ngọt ngào. Và hàng này là hàng zin nên các bác cứ yên tâm sử dụng. Zin ở đây là zin phần bo nguồn và bo công suất, zin theo máy luôn, chưa qua sửa chữa, chưa đụng chạm. Đánh một cặp lo 25 nha. Rồi tiếp tục mình sẽ test phần echo cho các bác nha. Echo ở đây sử dụng bo echo 0306. Máy này đẹp, hình thức là ngoại hình đẹp, đã chắc âm tương đối. Nhưng mà tương đối ở đây là sử dụng tốt 100% nha. Còn tương đối là so sánh với các loại âm ly cao cấp khác thì nó thua. Nhưng mà chúng ta nghe cũng hay chứ không phải dở các bạn. Đó. Đèn nút là up V là dặn tới đâu lên tới đó nha. Thấy không? Ốp nhạc nè. Lên nhạc tí xíu đi. Rồi bây giờ test echo nha. Đó. Rồi chúng ta có thể căn chỉnh là toàn bộ dàn núm volume đều còn hoạt động tốt và up phê dặn là căn chỉnh ngọt ngào nha. Chúng ta tùy ý chỉnh. Rồi mid 2, tiếp tục mid 1 các bạn. Đó, vang nhại nhẹ hát, tiếng echo delay đầy đủ. Đó, con này karaoke và nghe nhạc tốt hết nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Alo, 1 2 3 4 5 6. Đó. Thì cái này chúng ta tùy ý mà căn chỉnh. Con máy là mình đã test chức năng nghe nhạc và karaoke nè, còn nghiêm chỉnh hết, máy là không lỗi lầm, mua về dùng ngay. Rồi bây giờ mình sẽ quay toàn bộ con máy cho các bác xem. Giá con máy này mình thanh lý chỉ 650k cho con máy cấu hình là 8 sò lớn nha. Rồi bây giờ đi vô chi tiết mặt nạ. Mặt nạ là màu bạc, mặt nạ phai nhôm nha các bạn.
và có đèn quét hai kênh. Ba lăng căn lo thì tốt như hàng may mắn luôn đó. Nắp máy đẹp lan can, nắp máy màu trắng nắp đẹp không xét nha, nắp sơn zin. Đây nội thất bên trong, máy này là trang bị tăng phô vuông 15A dây đồng, tăng phô dây đồng nha. Máy hàng này là hàng cũng ngon chứ không phải hàng điểu nha các bác. Rồi ở đằng sau đây, giá hành lý là cực kỳ tốt, chỉ 650k. Công suất ở đây ra là 140W một kênh nè. Này công suất là ghi công suất chuẩn nha. Tổng công suất là 450. Hàng là lắp ráp tại Việt Nam. Và chúng ta lưu ý ở đây, những cái con máy đời xưa là không có đường outlet. Nhưng mà cầu chữ U vẫn có bình thường nha. Cầu chữ U chúng ta có thể ghép van là lấy phần rề và chúng ta sử dụng rất là nhiều mục đích. Hoặc để nguyên như vậy sử dụng cũng ok, không ảnh hưởng gì. Và ở đây có đường tín hiệu vào là cổng B đôi nè. B là hai đường, cổng A một đường. Rồi cổng dặn gài lo là cổng tròn loại dặn nha. Cổng này là hàng xưa, sử dụng bền chứ không phải hàng điểu Trung Quốc bây giờ thì nó nhiệt độ nó chịu không nổi. Đầu nó chịu nóng là nó sẽ hư liền, nó quyếu mụn. Rồi bây giờ đi vô cấu hình chi tiết. Con này 8 sò lớn giá 650k không bao ship, giá cực kỳ mềm. Máy công suất zin. Đây 1, 2, 3, 4 nè. Máy là một bên 4 con. Sò Toshiba hàng zin không độ chế nha. Bo nguồn liền công suất ở tầng ngọc phát đại đây nè, rồi mới lên sò bo nguồn 4 con tụ luôn. Tụ ở đây là 10.000 63V nguồn lớn nha, cầu diod 8 con, có ghi le bảo vệ luôn đó. Máy đầy đủ hết nè. Còn echo ở đây là echo IC036, hàng về là nó like cái bo rồi. Này có thể nói là được cấy ghép nâng cấp cái bo ạ. Nói chung hàng về có sao để nguyên vậy, tại vì còn sử dụng tốt nên mình không thay thế. Bo đây là bo IC0306, bo xịn linh kiện xưa đàng hoàng nha. Đó tổng quan nè, 650k giá cực kỳ phải chăng gặp. Các bác cứ tham khảo giá. Con này là 8 sò lớn mình thanh lý, cái giá này là phải nói không biết tốt hay không, nhưng mà mình thấy là rất là phải chăng nha. Bạn nào xem qua ưng ý và hết cái mẫu mã màu trắng này thì cứ liên hệ bên BT Củ Chi để đặt hàng. Đặt hàng vui lòng cọc tiền trước một ít mình mới lên đơn và gửi hàng cho các bác. Rồi video mình quay tới đây kết thúc, chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.